Bà giờ nói nha. Bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay gia đình nhà Phú Lê rất vui khi được lên chia sẻ với mọi người. Mọi người biết rồi đấy, ngoài công việc đóng phim và ca hát ra thì anh Phú còn có một công ty riêng tên là công ty Thiên Phú mọi người ạ. Công ty Thiên Phú thì có phân phối rất là nhiều các cái dòng sản phẩm. Thì ngày hôm nay gia đình chúng tôi sẽ giới thiệu một số các cái dòng sản phẩm cho tất cả mọi người cùng xem. Đấy, và ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tuyển sỉ tuyển cộng tác viên trên toàn quốc. Thì sản phẩm đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là sản phẩm tinh dầu đặc trị sâu răng hôi miệng nhé mọi người nhé. Đây là một cái dòng sản phẩm mà dành ở trong gia đình nhà chúng ta ai cũng cần, từ cháu nhỏ cho đến người già, bởi vì mọi người biết rồi đấy, vấn đề răng lợi là một cái vấn đề rất là nan giải của tất cả chúng ta. Như tôi á, là chảy máu chân răng này, như Thóc là bị sâu răng đấy, rồi của anh Phú thì là rất là hay chảy máu lợi đấy. Thì mọi người khi dùng cái dòng sản phẩm này, chúng tôi sẽ trả lời được tất cả những cái bệnh về răng miệng, ví dụ như là lợi chùm này, chảy máu chân răng này, sâu răng này, hôi miệng, rất chi là tuyệt vời luôn. Và cái đặc biệt là cái sản phẩm này được chiết xuất 100% từ các thảo dược đấy, gồm 11 các loại thảo dược của người dân tộc Dao nhé mọi người nhé. Đấy, và giá cái dòng sản phẩm này chúng tôi đang bán ra ngoài thị trường với giá là 260.000. Đấy, nếu như các bạn mua thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Và một cái dòng sản phẩm thứ hai chúng tôi đang cung cấp trên thị trường đó là tinh dầu đặc trị hôi chân và hôi nách mọi người nhé. Mọi người biết rồi đấy, mùa hè thì hôi nách mà mùa đông thì hôi chân. Một trong hai cái bệnh này á, thì đi đâu các bạn cũng không tự tin, bởi vì có thể đi đến nhà người thân thì các bạn, nhất là đến nhà người yêu mà các bạn bỏ giày bỏ dép ra thì các bạn biết rồi đấy, rất là khó chịu. Và đặc biệt là cái bệnh hôi lách, một trong những cái bệnh mà nói thật luôn là cái bệnh khó nói, cái bệnh mà phản cảm, đi đến đâu chúng ta cũng cảm thấy tự không tự tin và rất là xấu hổ, nhất là chúng ta đi ăn cỗ hoặc là chúng ta ngồi đầu gió, mà thậm chí là những cái người bị hôi lách thì kể cả áo các bạn bỏ ra mặc nó cũng sẽ bị lây đấy. Cho nên là một trong những cái bệnh mà rất chi là nguy hiểm, nó làm cho chúng ta mất tự tin và mất đi những cái hình ảnh đẹp của chúng ta. Và ngoài ra thì chữa hôi chân hôi lách thì chúng tôi, sản phẩm này của chúng tôi còn chữa được các cái bệnh là da mồ hôi trộm, da mồ hôi tay chân đấy. Và cái dòng sản phẩm này thì chúng tôi đang bán với giá ở trên thị trường đó là 280.000 nhé mọi người nhé. Trong cái lọ sản phẩm này thì có một lọ xịt và một gói bột, thì chúng ta sẽ sử dụng một combo đấy ạ. Và chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta sẽ, ví dụ chúng ta bị hôi chân thì chúng ta sẽ rắc bột lên gót giày đấy, lên đế giày đấy ạ, hoặc là xoa chân như Cu Thóc xoa đấy đó vài ngày đầu, bởi vì là gói bột là gói đặc trị. Sau đó thì những ngày về sau đó thì chúng ta có thể xịt nước, duy trì là sẽ khỏi 100% nhé mọi người nhé. Sản phẩm này chúng tôi cam kết sử dụng ngay hết mùi ngay trong ngày đầu tiên luôn đó. Và một cái sản phẩm thứ hai, thứ ba, Khóc nói đi. Đây, một dòng sản phẩm thứ ba là cái dung dịch đặc trị viêm xoang và viêm mũi dị ứng mọi người ạ. Như mọi người đã biết là cái bệnh viêm xoang và viêm mũi dị ứng ấy thì nó cực kỳ là khó chịu, những cái thời tiết như là nó chuyển mùa ấy, thì ai bị viêm xoang viêm mũi dị ứng thì cái kinh khủng của nó, thì ai ở đây bị bệnh mọi người sẽ hiểu. Đây là sản phẩm mà công ty Thiên Phú đã nghiên cứu và cho ra mắt một cái dung dịch đặc trị viêm xoang viêm mũi dị ứng. Mọi người dùng cái sản phẩm này thì mọi người duy trì đấy, tùy theo mọi người bị nặng hay nhẹ mọi người nhé. Chúng ta dùng từ 3 lọ đến 6 lọ là chúng ta sẽ khỏi hoàn toàn cái bệnh viêm xoang mũi dị ứng, rất là hiệu quả, và đã rất nhiều người dùng và đã khỏi rồi mọi người nhé. Ví dụ như Thóc đây, nhà Thóc đây là có 3 người bị đấy, mà dùng cái sản phẩm này nó rất là êm, chúng ta nhỏ vào nó rất là êm luôn. Nó là từ thảo dược chứ không phải là những cái xịt, bị những cái xịt mà khỏi luôn ấy, thì đấy là những cái kích thích và nó chỉ khỏi luôn ở lúc đấy thôi, nhưng mọi người dùng lâu dùng dài nó sẽ hỏng mũi của mọi người. Nhưng mà đây là thảo dược, chúng ta xịt vào thì một lúc nó sẽ có hiệu quả, và hiệu quả rất là êm mũi luôn mọi người nhé, đảm bảo luôn là sẽ khỏi. Đây là sản phẩm dung dịch trị viêm xoang và mũi dị ứng của gia đình nhà mình đấy. Giá đang bán là 250.000 một lọ mọi người nhé. Ở bên trong nó sẽ có một lọ đấy, cho mọi người nhỏ thẳng vào mũi này, dạng nhỏ đấy, dạng nhỏ nhé. Và khi chúng ta nhỏ ấy thì ví dụ như đầu chúng ta đây thì chúng ta phải dốc ngược xuống như này nhá, nằm ngửa ra và chúng ta nhỏ lên, bởi vì xoang nó ở trên này mọi người ạ. Đấy,
chúng ta phải nhỏ đúng cách như thế mọi người nhé. 250.000 một lọ thôi, 250.000 một lọ thôi mọi người, tuyệt vời luôn. Đấy, đảm bảo với cả mọi người về hiệu quả của nó. Các bệnh như là xoang trán, xoang mủ rồi làm viêm mũi dị ứng các kiểu là chữa được hết. Đúng rồi. Đấy, rất là an toàn luôn. Cái này sản phẩm này là của dân tộc Mường mọi người nhé, một cái bài thuốc bí truyền luôn. Đúng rồi. À, ngoài ra thì chúng tôi có một cái dòng sản phẩm nữa, đó là mầm đậu lành tinh bột gốc nha mọi người nhé. Một trong những cái dòng sản phẩm mà bây giờ là rất là quan trọng với chị em phụ nữ, mọi người biết rồi đấy. À, chị em phụ nữ mà những người làm mà vòng một bị khiêm tốn thì đấy là cũng là một cái mà nó mất tự tin cho chị em rất nhiều. Thì cái dòng sản phẩm này khi các bạn dùng vào thì là nó sẽ làm tăng kích cỡ vòng một, làm săn chắc vòng một đấy, và khi các bạn dùng thì da của các bạn sẽ rất là nhẵn, hết nám, tàn nhang, mụn nhọt, bởi vì những cái bạn mà bị mất ngủ, trầm cảm sau sinh đấy. Đấy, thì các bạn dùng cái dòng sản phẩm này rất là tốt. Đấy, và ngoài ra thì nó còn làm cân bằng các cái bệnh như là đái tháo đường, máu nhiễm mỡ. Đấy, và huyết áp, làm điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Rất là tốt cho nội tiết tố của phụ nữ mọi người nhé. Đúng rồi. Rất là tốt luôn. Trên ngoài thị trường thì nó chỉ là mầm đậu lành thông thường thôi. Nhưng sản phẩm của công ty Thiên Phú thì nó là mầm đậu lành kết hợp với gốc. Mà mọi người biết rồi đấy, gốc thì rất là tốt. Gốc thì giúp sáng mắt, đẹp da và mượt tóc. Đấy, thì là đây là một cái sự kết hợp rất là tốt của hai cái dòng sản phẩm này, hai trong một đấy. Và giá cái dòng sản phẩm này chúng tôi đang bán ra với giá thị trường là 295.000 đấy. Thì mọi người biết rồi, những cái dòng sản phẩm của công ty Thiên Phú đưa ra thị trường ấy thì thứ nhất là giá cả rất là hợp lý, thứ hai nữa là về chất lượng là chúng tôi cam kết luôn đấy. Chúng tôi cam kết những cái sản phẩm là khỏi bệnh 100% luôn đấy, khỏi bệnh 100% luôn. Và ngoài ra thì cung cấp cái dòng sản phẩm này thì chúng tôi vẫn đang tuyển sỉ, tuyển cộng tác viên trên toàn quốc. Các bạn biết rồi, bây giờ kinh doanh online là một cái ngành kinh doanh đang rất là thời thượng cho tất cả những người, ví dụ như là mẹ bỉm này, rồi những bạn trẻ, mà thậm chí những cái bác mà từ 40 tuổi trở ra, chỉ cần các mọi người biết dùng Facebook thôi là các bạn có thể kinh doanh online. Nếu như các bạn biết vận dụng đúng cách kinh doanh online thì các bạn có thể lương các bạn sẽ rất là cao. Khi các bạn đến với chúng tôi sẽ hướng dẫn này đấy, rồi chỉ dẫn cho các bạn làm sao các bạn thành công. Thì thôi, các bạn hãy biến cái trang Facebook của các bạn không phải là để giải trí nữa, mà hãy biến nó thành một cái siêu thị của riêng mình. Đúng đấy rồi. Như gia đình Phú Lê đấy, mọi người biết đến gia đình Phú Lê rất là nhiều, bởi vì chúng tôi là những người kinh doanh trên mạng, chúng tôi bán rất là nhiều thứ, miễn là cái gì có lãi là chúng tôi làm, nhưng đầu tiên là phải quan trọng là chất lượng. Thì chúng tôi vẫn đang tuyển sỉ, tuyển cộng tác viên. Và mọi người biết rồi, ngoài cái việc kinh doanh điện ảnh, anh Phú ca hát, thì công ty Thiên Phú thì nếu mà nhắc đến thì mọi người biết rồi, chúng tôi chuyên trong các cái lĩnh vực về chăm sóc, các cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe. Và chúng tôi hiện tại có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm đấy, thì hôm nay chúng tôi chỉ giới thiệu đại diện thôi. Và hy vọng rằng là những ai mà xem được cái video ngày hôm nay đấy, chúng tôi giang rộng vòng tay để đón các bạn về với đội của chúng tôi. Anh Phú có một chút ý kiến. Phú Lê thì không nói nhiều, nhưng mọi người đã biết rồi, không khỏi không lấy tiền biếu luôn đấy, ngay ngắn gọn đấy thôi. Chất lượng rất là tuyệt vời, đảm bảo mọi người nhá, không khỏi không lấy tiền biếu luôn đấy. Mọi người biết rồi đấy, kinh doanh online và là công nghệ 4.0 bây giờ đang là một cái nền kinh doanh mà được tất cả chúng ta ai cũng đưa quan tâm. Bởi vì sắp tới thì chúng ta ngồi nhà, chúng ta có thể mua tất cả mọi thứ. Đấy, chúng ta không cần phải ra đường nữa. Tại vì sao chúng ta không biết vận dụng cái trang Facebook của chúng ta, vận dụng những cái trang mà chúng ta để giải trí, để chúng ta kiếm tiền. Mọi người biết rồi, bây giờ chúng ta đi làm công ty, chúng ta phải phụ thuộc vào giờ giấc đấy, nhưng nếu như chúng ta biết kinh doanh online, chúng ta có thể ngồi ở nhà, chúng tôi sẽ đảm bảo mức lương cho các bạn đấy, mà cái đồng vốn các bạn bỏ ra nó lại không quá nhiều đấy. Và chúng tôi chào đón những cái bà mẹ bỉm, ví dụ như là không có thời gian để đi làm, phải ở nhà trông con, chăm sóc gia đình đấy, rồi những bạn nào gặp hoàn cảnh khó khăn, miễn là các bạn có ý chí vươn lên thôi, đến với gia đình nhà Phú Lê, chúng tôi sẽ hướng dẫn và chỉ dạy cho các bạn. Các bạn biết rồi đấy, đến với chúng tôi thì ngoài những cái việc mà các bạn bán hàng, các bạn được giao lưu học hỏi, rồi các bạn được gặp gỡ với những người nổi tiếng, rồi các bạn được tham gia những cái khóa học online cũng như offline, và các bạn được đi dự các cái sự kiện do công ty tổ chức, những cái sự kiện lớn để các bạn xây dựng cái trang Facebook của các bạn uy tín, để làm sao các bạn có thể làm tốt nhất và bán hàng tốt nhất, đưa hàng tốt nhất ra thị trường. Thì lời khuyên của chúng tôi, khi các bạn kinh doanh online, các bạn đang kinh doanh online và đã kinh doanh online, thì chúng tôi có lời khuyên cho các bạn như này này. Việc đầu tiên, các bạn hãy chọn mặt hàng làm sao, thứ nhất nó phải là chất lượng đấy, mặt hàng các bạn bán phải chất lượng. Các bạn phải nghĩ là như này là ngày hôm nay các bạn bán ra, ngày mai khách sẽ quay lại với các bạn đấy. Thứ hai, giá cả phải hợp lý. Và thứ ba, người dẫn đầu là ai
Đó, thì gia đình nhà chúng tôi thì các bạn biết quá nhiều trên mạng cộng đồng rồi. Đấy, thì những cái sản phẩm tôi vừa đưa ra, nếu như bạn nào mà các bạn có thể mua lẻ đấy, hoặc có thể xỉ, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp hoặc comment ở dưới. Chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên tư vấn và giúp đỡ cho các bạn. Đúng rồi. Xin chào. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại các bạn nha.